Cây Gwimpai tưởng chừng như vô hại nhưng thực tế đây là một trong những cây độc nhất trên thế giới. Chúng được tìm thấy trong các khu rừng nhiệt đới của miền đông bắc Australia, Moluccas và Indonesia. Đặc điểm của cây Gwimpai là có lá hình trái tim, gốc màu hồng, hoa và quả có màu tím, bao phủ bởi một lớp lông mao có hình dạng như kim tiêm. Nếu vô tình chạm nhẹ, các lông mao của cây sẽ thâm nhập vào cơ thể và giải phóng một chất độc Moradin. Nỗi đau do chất độc này gây ra có thể so sánh với nỗi đau do axit nóng gây nên. Và chỉ cần hít phải lông mao của gây Gwimpai trong không khí, chúng có thể gây ngứa, phát ban, hắt hơi và chảy máu cam khủng khiếp. Xin chào quý vị đang đến với chương trình Sống Có Chất ngày hôm nay. Thưa quý vị, qua những đoạn hình ảnh vừa rồi thì có lẽ là quý vị đã ngay lập tức đoán ra được vị khách mời vô cùng đặc biệt có mặt trong chương trình Sống Có Chất ngày hôm nay là ai, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì Diễm Loan rất hân hạnh được gặp gỡ và trò chuyện với đạo diễn Dusty Nguyễn. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với anh ấy nhé. Xin chào anh Dusty Nguyễn ạ. Xin chào em và xin chào quý vị của chương trình Sống Có Chất. Sau bộ phim Lửa Phật thì mọi người chia sẻ là hình như thấy anh ít hoạt động nghệ thuật trên mặt báo. Thì không biết là khoảng thời gian này đối với anh, có lẽ anh đã dành cho những cái mục đích khác. Sau Lửa Phật thì Dustin có làm hai cái phim của Hollywood và hành động. Một thì phim gọi là Man with the Iron Fist, phần 2 cũng một cái phim hành động cũng khá lớn. Thì trong thời gian đó mình không có hoạt động ở Việt Nam. Và sau đó thì mình làm một cái phim tên là Dịu Dàng. Phim này thì tháng 3 này, 7 tới tháng 3 này sẽ ra. Nhưng mà quan trọng nhất là phim trúng số. Là phim Tết này, Ất Mùi sẽ ra và hy vọng khán giả sẽ đến và xem. Một phim hài nhẹ nhàng. Và thời gian gần đây thì mọi người rất là vui khi chia sẻ thông tin về việc là anh đã có một mái ấm gia đình, rất là hạnh phúc cùng với BB Phạm. Nhưng mà hình như anh hơi né tránh truyền thông một chút. Mình không phải là mình cố ý mình né, nhưng mà nhiều khi qua truyền thông nó có nhiều cái sự hiểu lầm mà nó gây nhiều cái chuyện rất là phức tạp cho mình. Cái bữa mà mình đã làm cái lễ cưới này, mình chỉ là mục đích như mình kín đáo và rất là nhỏ, chỉ cho gia đình thôi. Thì khi mà nhiều bài báo nói Dustin Nguyễn và BB Phạm đã tổ chức một bữa lễ cưới rất là đặc biệt cho gia đình và những người bạn thân thiết, thì bữa đó thiệt ra không có người bạn thân thiết nữa, chỉ có gia đình thôi. Nhưng mà mấy người bạn thân thiết của mình khi mà đọc mấy cái bài này, họ rất là, một là sốc là tại vì không biết cái tin tức này. Hai thì dĩ nhiên là họ ngay lập tức nói: trời ơi, sao mà có tổ chức một đám cưới mà không mời tôi, cũng như người tôi là cũng người bạn thân thiết chứ mà sao không mời. Thí dụ vậy thì nó gây ra nhiều cái chuyện hiểu lầm lắm. Thì cũng giống thí dụ như trong cái phim Trúng Số đi, cũng có một vài trường hợp của hai nhân vật này, vì người làng xóm và những người cộng đồng người ở ngoài biết nhiều chuyện về họ quá hay nói này nói kia, thì nó gây ra nhiều cái phức tạp cho hai người vợ chồng trong phim Trúng Số lắm. Thì cái trường hợp đó nó cũng giống như vậy đó. Và cái thời gian đầu tiên thì anh làm như thế nào để BB có thể tin tưởng và đến với anh ạ? Nói thiệt ra thì mình không có làm cái gì được, tại vì nó cái gì nó cũng phải có cái tự nhiên. Cái quan trọng nhất là mình đến với họ một cái cách rất là thật thà. Chỉ vậy thôi, chứ thiệt ra mình không có thể, không phải là có cái chiêu này hay cái chiêu kia, hay là mình không có thể mình có cái kế hoạch, hay là mình đoán là nếu mà mình làm A, B, C, D thì họ sẽ thoải mái. Nhưng mà quan trọng nữa thì như là Dustin đã chia sẻ đó, là nếu mà một cái người đàn bà cũng có một cái sự tự tin với mình và những cái hành động của mình và cái cách mình sống trong đời á, thì mình không cần phải giải thích hay không cần phải làm cái gì hết á. Thì theo cái góc nhìn của Dustin là như vậy đó, mà mình có thể là nói may mắn là BB, người vợ mới của mình, là một cái người rất là hiểu điều này. Đối với Dustin, như mình nói, cái quá khứ là quá khứ. Và quan trọng hơn nữa đó là cái này là rất là cá nhân, tùy người thôi. Nhưng mà Dustin nghĩ là khi mình sống
rất là thật thà, và cái hành động của mình nó quan trọng hơn là cái lời nói. Người đàn ông phải biểu lộ một cái sự quan tâm với người đàn bà, quan tâm về những cái sự lo lắng của người đàn bà, hay là quan tâm về, nói thiệt về tất cả, cũng giống như là một cái trách nhiệm vậy đó. Trong cái phim Trúng Số cũng vậy nữa, là thí dụ như nhân vật của Dustin, anh Tư Nghĩa này, dù là hai người vợ chồng này sống nhau rất là nghèo nàn, nhưng mà họ rất là hạnh phúc. Là tại sao? Là tại vì lúc nào Tư Nghĩa cũng rất là chu đáo với vợ mình, mà lúc nào cũng làm vợ mình vui bằng cách hát lên, hay là nó giỡn này kia làm cho cô này cười lên, rồi họ rất là lãng mạn với nhau. Cái sự quan tâm á, của nhân vật Tư Nghĩa nó rất là quan trọng. Và như mình nói, cũng như là tiền không mua được á, thành ra cái cô chính cúc, cái nhân vật chính cúc trong phim Trúng Số này rất là hạnh phúc vì người chồng lúc nào cũng quan tâm. Và ở ngoài đời thật thì đó có phải là những tính cách của anh Dustin không ạ? Mình nghĩ vậy, tại vì Dustin nói chung thì rất là quan tâm về những cái người trong gia đình của mình. Khi yêu thì chỉ có hai người thôi, nhưng mà khi quyết định gắn bó với nhau thường thường là vậy ha. Như vậy là có những trường hợp bất thường nữa. Như Lan nói đó, là yêu thì chỉ có hai người, nhưng mà khi người ta quyết định tiến đến với nhau thì bắt đầu có cái sự tham gia từ phía hai bên gia đình nữa. Vậy thì anh đã làm gì để thuyết phục được gia đình cô ấy tin tưởng và trao người con gái thân yêu cho anh? Gia đình của BB thì trước đó phải nói là một gia đình có đạo đức và rất là đàng hoàng, rất là hiền lành. Từ đầu họ không có đòi hỏi vì gì. Như Dustin chia sẻ đó, trong một cái thời gian họ có thể thấy những cái hành động hay cái cách mà mình sống, thì từ từ đó sẽ tạo ra cái niềm tin. Nói thiệt ra từ đầu Dustin cũng không có một cái cảm thấy một cái áp lực để mình làm một cái động tác gì đó để nắm cái niềm tin của họ, tại vì cái đó không phải là cái cách Dustin sống. Tại mình nghĩ là mình cứ sống tự nhiên đi thì họ sẽ thấy cái chất của mình. Và khi nói về câu chuyện của anh thì đó là khi người chồng cũ có một cái mái ấm gia đình mới, thì có lẽ là biết tin thì người vợ trước đây cũng sẽ có những cái cảm xúc, rất nhiều những cái cảm xúc. Vậy thì anh nghĩ là nên dành cho họ những lời khuyên là họ nên làm gì để có thể dung hòa được đôi bên? Đối với mình thì mình có thể là nói là mình có một cái sự quan hệ rất là thân thiết với người vợ cũ. Thành ra mình không có cảm thấy mình phải làm một cái động tác gì để cho người ta thoải mái hay người ta không có bị khó chịu. Thành ra Dustin ít có khi nào nghĩ về vấn đề đó lắm. Còn hiện giờ thì như mình đã nói, đối với BB thì không có khi nào mình có vấn đề gì hết á, rất là thoải mái với nhau. Dustin từng chia sẻ tất cả về những cái quá khứ của mình với vợ của mình. Trong gia đình mình á, hai vợ chồng luôn nói với nhau là cái quan trọng nhất á, gọi là hai vợ chồng phải có, đó là cái sự chia sẻ. Cho dù ngày đó mình có chuyện gì bực mình hay mình có chuyện vui, mình cũng đều phải chia sẻ hết mọi những gì mình nghĩ với nhau. Tại vì để mình tránh cái trường hợp là mình hiểu lầm nhau. Tại vì có thể là mình nghe vậy xong mình giận, nhưng mà mình không nói ra thì người kia sẽ không biết mình giận từ đâu. Cho nên là trong gia đình BB có một cái quy định là phải thật thà với nhau và phải chia sẻ hết tất cả với nhau. Vâng, và khi chị ấy tò mò về cuộc sống trước đây của anh, về những vấn đề có liên quan như cuộc sống gia đình trước đây, thì thường là anh sẽ xử trí như thế nào? Thì muốn hỏi gì hỏi, mình cứ trả lời hết luôn. Cứ thành thật à? Có giấu cái gì mới không ạ? Không. Vì sao ạ? Một là không có gì phải giấu hết, như mình đã nói vậy đó. Hai, nếu mà mình nói là mình, nếu mà hai người bạn thân với nhau á, thì lúc nào cũng sự thật là tốt nhất. Nhưng bây giờ cô ấy không phải là bạn thân nữa. Bạn thân chứ. Vợ mình cũng là bạn, nên là bạn thân. Nên là bạn thân. Vì sao? Nên là bạn thân. Đó là cách suy nghĩ của Dustin, đây là người bạn đời của mình mà. Nếu mà bạn đời của mình mà không phải là bạn thân của mình á, thì không nên là bạn đời. Anh không bao giờ anh tạo cho mình một cái áp lực gì, hay anh không có bao giờ anh tạo cho mình một cái hoài nghi gì đó. Ở Việt Nam thì có thể nói cho tới bây giờ, quan niệm của mọi người về cái chuyện là bước thêm một bước nữa nó cũng còn khá khắt khe, chứ không thoáng như ở một số những cái quốc gia khác. Mà nhất là đa phần thì người phụ nữ
họ sẽ là cái người phải nghe nhiều và cũng phải đối diện với những cái lời đàm tiếu đó. Vậy thì theo anh thì nên làm gì để giúp cho người bạn đời của mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn? Tùy cái người phụ nữ này, nếu mà người phụ nữ là một cái người rất là quan tâm về những cái bình luận và những cái lời nói ở ngoài á, thì nó sẽ có là một cái vấn đề lớn. Nhưng mà nếu mà người phụ nữ là một cái người có một cái tự tin, một cái niềm tin về trong cái hạnh phúc của mình và trong cái đời sống của mình với người đàn ông này, thì mình cũng thực ra không cần phải làm gì hết. Tại vì nói thiệt ra nếu mà mình làm một cái động tác gì đó thì chưa chắc là nó sẽ có hiệu quả, và có thể là nó sẽ gây ra nhiều cái rắc rối hơn nữa. Cái quan trọng là giữa người đàn ông với người đàn bà, như mình đã nói, nếu mà không có một cái niềm tin ở đó rồi đó, thì nói thiệt lời nói nào hay cái động tác nào nó cũng sẽ không có hiệu quả gì hết. Nhưng trường hợp nếu đó là một cái người phụ nữ yếu đuối và không phải là cô ấy không tin người đàn ông của mình, mà đơn giản là bởi vì cô ấy quá mềm yếu để bị những cái búa rìu dư luận xung quanh tấn công, thì lúc đó anh nghĩ nên làm sao? Lúc đó mình nên né. Mình nên nè, mình nên chọn cô khác. Ồ, như vậy là quyết định là chọn ngay một cô khác luôn. Wow. Chọn cô khác luôn. Chưa còn là rụng tóc luôn, phức tạp. Nói bỏ mà bỏ được thì chắc là chuyện mọi chuyện nó đã đơn giản. Trước rồi. Khi mình tìm hiểu với nhau, mình cũng đã biết rồi. Mình đã biết rồi, mình có nên kết nối với nhau hay không. Mọi người nói là đằng sau sự thành công của người đàn ông là bóng dáng của người phụ nữ. Nhưng mà khi làm việc cùng với nhau thì không biết là có bao giờ có những cái mâu thuẫn hay không? Và nếu có thì mình có cách giải quyết hay không? Dĩ nhiên là có mà, mình tại vì trước sau gì không ai mà hoàn hảo hết. Nhưng mà nói riêng đối với Dustin và OB, khi mình làm chuyện công chuyện với nhau, làm khi mà có một cái mâu thuẫn hay là một cái chuyện gì đó mình không đồng ý với nhau, tiếp xúc với nhau một cái cách rất là bình tĩnh. Và khi mình về nhà đó thì mình cũng ráng cố gắng mình bỏ những công việc ở văn phòng. Mình không nên đem về với gia đình. Cha của Dustin cũng từng khuyên mình là nếu mà muốn sống hạnh phúc trong gia đình thì lúc nào cũng nên nên nhịn vợ. Và câu này là Diễm Loan thấy mát ruột nhất trong buổi trò chuyện ngày hôm nay. Mình không nói thiệt, cái nhịn nhau thì nó cũng là hai chiều. Dạ. Thì đó, mình nói là giữa hai người thì mình cũng nên, mình biết lúc nào mình nên nhịn nhau, lúc nào mình cũng nhường nhau chút xíu để mình hiểu nhau. Nãy giờ thì Lan thấy là hình như rút ra được bài học cho chúng ta, đó là thứ nhất, vợ chồng thì nên ngồi xuống nói chuyện, chia sẻ, đúng không ạ? Và tôn trọng nhau, rất là quan trọng. Bên cạnh đó thì cần phải có những cái luật và tuân thủ theo cái luật, mà đặc biệt Lan thấy hay nhất là cái luật mà đóng cửa lại rồi thì trong nhà chỉ có công việc của gia đình thôi, còn tất cả những việc khác thì chúng ta nên giải quyết sau. Nó có thể giúp cho mọi người bình tĩnh hơn để có thể vun vén cho cái hạnh phúc gia đình mình. Vậy thưa quý vị, qua câu chuyện mà chúng ta chia sẻ cùng với anh Dustin Nguyễn ngày hôm nay thì có lẽ là điều động lại trong lòng của mỗi người chúng ta đó là sự thành thật, chân thành sẽ đưa mỗi người đến với hạnh phúc của đời mình. Hãy mạnh mẽ tự tin để bước những bước đi vững chãi, gắn bó cuộc đời với những người mà mình yêu thương, và hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Còn bây giờ thì chương trình Sống Có Chất cùng với anh Dustin Nguyễn xin được chào tạm biệt quý vị. Mỗi ngày, chương trình sẽ có câu hỏi thú vị dành cho khán giả. Chương trình dành 5 phần quà có giá trị cho những câu trả lời hay và thuyết phục. Kết quả sẽ được thông báo vào cùng ngày trong tuần sau. Và câu hỏi của kỳ này là: bạn sẽ làm sao khi kết hôn lần 2 mà người bạn đời của bạn quá quan tâm đến quá khứ của cuộc hôn nhân trước? Trả lời bằng cách gửi thư về info@songvochat.net hoặc inbox ở www.facebook.com/songvochat.net trong vòng 4 ngày kể từ ngày phát sóng. Sống có chất, sống có chất, sống có chất.